Chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Tìm hiểu học viện Si cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, phần thứ 10 ngày hôm nay. Thì học viện Si là trường dạy về công nghệ âm thanh đầu tiên trên thế giới. Từ khi thành lập vào năm 1976 đến nay, học viện Si là một thành viên của tổ hợp giáo dục Navitas, đã liên tục phát triển để giữ vững vị thế hàng đầu trong giảng dạy công nghệ truyền thông và sáng tạo. Thì khởi đầu trong một studio khiêm tốn ở Sydney, thì đến nay thương hiệu Si đã mở rộng với mạng lưới toàn cầu gồm 55 cơ sở học đẳng cấp và ấn tượng trải rộng trên 27 quốc gia. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách thức lập trình một phim hoạt hình thì như thế nào và như thế nào là một phim hoạt hình 3D cũng như là 2D. Thì hiện tại Tân Đại Dương có 3 trụ sở, 2 trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì một ở quận Nhất và một ở quận Năm, một trụ sở ở Nha Trang. Thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại cái địa chỉ cơ sở nào mà các bạn cảm thấy là gần nhất và thuận tiện nhất để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi một clip là bài tập của một bạn học sinh khi tham gia các khóa học về sản xuất phim hoạt hình thực hiện. Thank you.